Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình cuộc thi tối hôm nay. Sau đây là thí sinh mang số 60, Ngọc Thảo. Ngọc Thảo sẽ đến với chúng ta nhạc phẩm Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Xin mời thí sinh mang số 60, Ngọc Thảo bước lên sân khấu với nhạc phẩm Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Hello, mến chào cả nhà, chào tất cả các bạn, các anh chị có mặt ở trong laser ha. Chào bạn giám khảo, cảm ơn sếp Tiết Thảo, MC dễ thương. Em xin tham gia bài Nỗi Buồn Mẹ Tôi, tác giả Minh Vi. Yeah.
làm sao quên đi xa mà tôi nhớ. Cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị trong lớp nha. Cảm ơn quay giám khảo.